Chào mừng quý vị đến với chương trình Tham vấn chuyên gia, chương trình do Trung tâm Tin tức phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện. Kính thưa quý vị, việc tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những giải pháp cơ bản để thực hiện chín nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục trong năm học 2016-2017. Trong đó, nhiệm vụ cụ thể là đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục và đào tạo, các chương trình đào tạo, chú trọng kiểm định theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế, và trên cơ sở đó thì phân tầng, xếp hạng, quy hoạch lại mạng lưới, giao quyền tự chủ và nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng cường công tác tự đánh giá ngoài, cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Và với chủ đề kiểm định chất lượng giáo dục, chương trình Tham vấn chuyên gia kỳ này xin được mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với hai vị khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hội Nghĩa, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Hồng, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Vâng, câu hỏi đầu tiên thì xin được dành cho Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hội Nghĩa. Xin ông có thể cho biết hiện nay thì hệ thống các tổ chức kiểm định trong nước đóng vai trò chủ đạo như thế nào trong việc triển khai thực hiện công tác đánh giá và kiểm định các trường đại học ạ? Về công tác đánh giá chất lượng cũng như là kiểm định chất lượng giáo dục đại học cao đẳng thì có 3 cái bên liên quan hết sức là quan trọng, cơ bản. Thứ nhất đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo là cái cơ quan quản lý nhà nước nói chung về giáo dục đào tạo, nói riêng về công tác đảm bảo chất lượng. Thứ hai đó là hệ thống các trường đại học và cao đẳng là những cái đơn vị cần được đánh giá theo luật giáo dục và luật giáo dục đại học. Thứ ba là cái mà chúng ta đề cập ở đây đó là hệ thống các cái tổ chức kiểm định ở trong nước thì cái hệ thống này hiện nay đấy là có 4 cái trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục. Thứ nhất là trung tâm kiểm định của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thứ hai là trung tâm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba là trung tâm của Hiệp hội các trường đại học cao đẳng ở Việt Nam. Và cuối cùng trung tâm thứ tư đó là trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng. Các cái trung tâm này là do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thành lập và các giám đốc của các trung tâm cũng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo bổ nhiệm. Như vậy, về tư cách thì 4 trung tâm này có tính chất là các cái trung tâm kiểm định có tính chất quốc gia và có thể là kiểm định tất cả các cái trường đại học cũng như cao đẳng trên phạm vi cả nước. Hai trung tâm của hai đại quốc gia thì thành lập năm 2013 và bắt đầu được phép hoạt động từ năm 2014. Hai trung tâm kia thì thành lập năm 2014 và được giấy phép hoạt động vào năm 2016. Bốn trung tâm này, trong đó hai trung tâm của hai đại quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai trung tâm hoạt động rất là tích cực. Tôi có thể nêu một vài con số thành tựu cho đến bây giờ, khái quát cái hoạt động của các trung tâm này như sau. Thứ nhất là hiện nay đã có 30 trường đại học đã được đánh giá ngoài và trong đó là 12 trường đã được công nhận cái kết quả đánh giá ngoài bởi 3 trung tâm. Thứ hai đó là tiếp theo hiện nay có 55 trường đại học đã đăng ký để đánh giá ngoài trong năm 2017. Ngoài ra còn có 19 cái chương trình đào tạo cũng đã đăng ký đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo với các cái trung tâm này. Thì đấy là vài cái nét về cái thành tựu năm vừa qua 2016 cũng như là cái kế hoạch sắp tới của 2017 đánh giá kiểm định cấp trường cũng như là cấp chương trình tại Việt Nam của chúng ta. Về 4 trung tâm thì tôi cũng muốn nói thêm, tức là các trung tâm này thì đã và đang hết sức là tích cực để tiến hành công tác đánh giá ngoài và kiểm định. Tuy nhiên, cái yêu cầu, cái nhu cầu
của các cái trường đại học cao đẳng cũng như là của ngành là rất là cao. Đấy. Cho nên là cũng là cái chủ trương chung thôi. Thì trong năm 2017 thì Bộ Giáo dục cùng với 4 trung tâm sẽ rà soát để nâng cao chất lượng của 4 trung tâm, cũng như là về trong tương lai thì cái hệ thống các cái trung tâm kiểm định cũng có thể là được mở rộng. Có thể Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ xem xét để thành lập nên các cái trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nữa. Tất nhiên là phải hết sức là cẩn trọng, đảm bảo chất lượng để thực sự là những cái đơn vị kiểm định chất lượng có uy tín, phục vụ cho cái việc đánh giá chất lượng cũng như là các cái việc sau này sử dụng kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trong ngành của đất nước chúng ta. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng, được biết là trường Đại học Nguyễn Tất Thanh thì cũng là trường đại học ngoài công lập đầu tiên được thẩm định báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài bởi Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2016. Và ngoài ra thì trường cũng đạt chứng nhận đại học 3 sao theo tiêu chuẩn là QS-STA. Như vậy thì việc sớm tham gia vào hệ thống đánh giá kiểm định cấp quốc gia đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường như thế nào ạ? Đúng như vậy, trường Đại học Nguyễn Tất Thành chúng tôi là trường đại học ngoài công lập đầu tiên đã được thẩm định và đánh giá ngoài bởi Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016. Và cũng trong năm 2016 thì chúng tôi đã nhận được cái chứng nhận Đại học 3 sao của tổ chức quốc tế QS-STAR. Cái thành công đó xuất phát từ cái ý thức của nhà trường, tức là trường Đại học Nguyễn Tất Thành chúng tôi luôn ý thức rằng cái chất lượng nó là cái vấn đề sống còn, cái chìa khóa để đi đến thành công. Và để khẳng định rằng mình là một trường đại học tử tế, một trường đại học có chất lượng thì không có cái cách nào tốt hơn là chúng ta phải tìm cái sự công nhận của các cái tổ chức kiểm định trong và ngoài nước. Xuất phát từ cái suy nghĩ như vậy mà trường Đại học Nguyễn Tất Thành chúng tôi triển khai cái công tác đảm bảo chất lượng rất là sớm. Từ năm 2009 thì chúng tôi đã bắt đầu cái công tác từ đánh giá công tác rồi triển khai cái hoạt động đảm bảo chất lượng ở trong nhà trường đến các khoa, các đơn vị và các bộ phận trong nhà trường. Và chúng tôi cũng đã nộp báo cáo từ đánh giá lên Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo và đăng ký kiểm định chất lượng tại Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cái việc tham gia sớm vào trong cái hệ thống kiểm định chất lượng quốc gia và quốc tế thực sự nó đã mang lại những cái hiệu quả, những cái vấn đề nâng cao chất lượng rất là tốt của nhà trường. Cái thứ nhất là tôi thấy là trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã xây dựng được một cái kế hoạch chiến lược phát triển. Cái thứ hai nữa là đã định vị đúng cái vị trí của nhà trường, đó là một trường đại học ứng dụng thực hành. Và từ cái việc mà chúng tôi xác định đúng cái chiến lược phát triển, cái tầm nhìn của mình, thì trường chúng tôi đã xây dựng được cái mục tiêu chiến lược trong cái hoạt động của các cái mảng như là trong công tác đào tạo, trong công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng. Và cũng chính vì cũng xuất phát từ cái mục tiêu chiến lược của nhà trường mà các khoa cũng xây dựng được cái chiến lược và cái mục tiêu phát triển của khoa, cũng như là xác định và định hướng được cái phát triển của các cái chuyên ngành. Đó là cái đầu tiên mà tôi nghĩ ở cái tầm vĩ mô của nhà trường. Cái thứ hai là trường cũng đã xây dựng xuất phát từ cái tầm nhìn của mình, từ cái sứ mạng, cái định vị của nhà trường. Trường đã xây dựng cái chương trình đào tạo theo cái định hướng thực hành tiếp cận với CDIO và POHE, tức là đưa cái tỷ lệ thực hành nhiều hơn vào trong các cái môn học và vào trong chương trình đào tạo. Và chúng tôi cũng xây dựng cơ sở vật chất các cái phòng thí nghiệm để đảm bảo theo cái yêu cầu của công tác giảng dạy và học tập. Chúng tôi cũng mời nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đến để tập huấn cho cán bộ giảng viên các khoa, các bộ môn để có thể là nâng cao phương pháp giảng dạy, xây dựng các cái hoạt động sinh viên để cho phù hợp với cái mục tiêu của trường. Bên cạnh đó, trường cũng liên kết với nhiều cái doanh nghiệp thông qua các cái mô hình câu lạc bộ doanh nghiệp cấp trường, câu lạc bộ doanh nghiệp cấp khoa để có thể là cho sinh viên thực hành rồi học tập, cũng như là chúng tôi thực hiện các cái công tác khảo sát để có thể điều chỉnh xây dựng lại cái chương trình đào tạo. Cái điểm thứ ba mà tôi nghĩ đó là cái hiệu quả lớn nhất mà cái công tác kiểm định chất lượng, đảm bảo chất lượng đưa lại, đó là cái ý thức của cán bộ giảng viên của nhà trường.
Tức là khi mà triển khai cái công tác, cái hoạt động đảm bảo chất lượng đòi hỏi cái sự chung tay góp sức của từng thành viên một trong nhà trường. Rồi và như vậy á, là trường Đại học Nguyễn Tất Thành chúng tôi là phải làm những cái công tác, tức là kêu gọi này, rồi những cái biện pháp chế tài này, và cuối cùng là chúng tôi tập hợp được cái lực lượng tất cả các thầy cô, các anh chị em cán bộ công nhân viên cùng chung tay để xây dựng một cái văn hóa chất lượng. Và từng người trong nhà trường đều hiểu rằng chất lượng là cái vấn đề sống còn của nhà trường. Chất lượng có nghĩa là từ bản thân mình nâng cao chất lượng nhà trường, và từ bản thân mình nâng cao gọi là năng lực của bản thân từng cá nhân. Và từ đó chúng tôi xây dựng được một cái văn hóa, chúng tôi gọi là văn hóa chất lượng của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Thì đó là những cái hiệu quả mà tôi nghĩ rất là lớn mà cái công tác đảm bảo chất lượng, công tác kiểm định chất lượng đã đưa lại cho trường chúng tôi. Vâng, một câu hỏi tiếp theo dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hội Nghĩa là dù hệ thống các văn bản pháp quy quy định các bộ tiêu chuẩn kiểm định cấp cơ sở giáo dục, bộ tiêu chuẩn kiểm định cấp chương trình đã lần lượt được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tuy nhiên thì dẫu sao đối với hệ thống giáo dục đào tạo đại học tại Việt Nam thì công tác đánh giá kiểm định chất lượng vẫn còn là có thể xem là khá mới mẻ. Như vậy thì xin Phó Giáo sư có thể cho biết là về mặt pháp lý nói chung và về các quy định kiểm định đánh giá thì với các văn bản hiện hành có đủ để trung tâm kiểm định thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao hay chưa? Đối với công tác đảm bảo chất lượng nói chung, trong đó là đảm bảo chất lượng bên trong là rất là quan trọng chính ở các trường, và đảm bảo chất lượng bên ngoài tức là công tác kiểm định, thì đúng là hiện nay cũng khá là nhiều trường đại học cao đẳng cũng chưa hình dung được, chưa hiểu hết được, chưa thấm được cái yêu cầu, cái văn hóa của cái chất lượng này. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, phải nói rằng là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hết sức là chú ý cái công tác xây dựng cái hệ thống văn bản quản lý, điều hành, hướng dẫn về công tác đánh giá chất lượng. Đối với cấp trường, tức là cấp cơ sở giáo dục đó, thì những năm qua phải nói là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khá đầy đủ các cái hệ thống văn bản. Ở đây ít nhất là có 6 cái văn bản chính. Thứ nhất đó là cái quy trình và cái chu kỳ kiểm định chất lượng. Thứ hai, đương nhiên đó là cái bộ tiêu chuẩn gồm có các tiêu chí để đánh giá chất lượng. Cái thứ ba đó là cái hướng dẫn tự đánh giá tại các trường. Cái thứ tư đó là hướng dẫn tìm cái thông tin, cái minh chứng hết sức là cụ thể. Cái thứ năm đó là hướng dẫn đánh giá ngoài. Đây là cái văn bản rất là quan trọng để cho các đoàn đánh giá thực hiện. Cuối cùng cái thứ sáu là hướng dẫn cái sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng. Đấy, thì cái khung như vậy ít nhất là từ đầu đến cuối Bộ Giáo dục Đào tạo đối với cấp cơ sở giáo dục đã ban hành khá đầy đủ. Đối với cấp chương trình đào tạo thì quả thực là trong những năm vừa qua thì cũng ban hành cũng chưa đầy đủ 6 cái mục lớn như vậy. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua thì các trung tâm kiểm định chất lượng chủ yếu là đánh giá cái cấp cơ sở giáo dục, và chúng tôi đã sử dụng rất là tốt cái hệ thống văn bản như thế này. Trong năm 2017 này đấy là cái năm chuyển tiếp trước khi sang năm 2018. Lúc đó thì cả nước chúng ta sẽ kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục cũng như là cấp chương trình là đều theo cái bộ tiêu chuẩn cũng như là các hướng dẫn của AUNQA, tức là mạng lưới các cái trường đại học Đông Nam Á về cái mảng đảm bảo chất lượng. Thì hiện nay chúng tôi biết là Bộ Giáo dục Đào tạo đã và tiếp tục trong năm 2017 này hoàn thiện cái hệ thống văn bản cơ sở pháp lý để phục vụ hết toàn bộ các cái mảng như là tôi đã nêu. Cho nên là nói là các cái hệ thống văn bản có đủ để trung tâm kiểm định thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao hay chưa, thì đối với bộ tiêu chuẩn của bộ đó thì chúng tôi thấy là đủ. Đối với cấp trường trong năm 2017 này thì chúng tôi cho rằng là chắc chắn là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành đầy đủ các cái hệ thống văn bản cấp trường cũng như là cấp chương trình
theo cái bộ tiêu chuẩn UNQA. Và đến năm 2018 thì chúng tôi cho rằng là tất cả các cái văn bản liên quan cần thiết đến công tác đánh giá chất lượng cấp trường cũng như là cấp chương trình sẽ được ban hành. Tất nhiên cái chuyện từ cái việc có hệ thống đầy đủ các cái văn bản đến cái việc là áp dụng một cách chính xác đối với đoàn đánh giá, đối với các trung tâm cũng như với các trường thì cũng cần phải hết sức cố gắng. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là hệ thống văn bản là tốt, sẽ đầy đủ trong cái cuối năm 17, đầu năm 18. Nhưng cũng rất là mong là các trung tâm kiểm định, các đoàn đánh giá ngoài, các đánh giá viên, kiểm định viên và nhất là các trường chúng ta hết sức là chú ý là nghiên cứu, quán triệt, hiểu rõ, nhất là đối với cái tiêu chuẩn của UNQA đấy thì tôi cũng phải nói là họ áp dụng các cái khái niệm về giáo dục hiện đại rất là nhiều, cho nên là các trường đại học cao đẳng cần phải hết sức là nghiên cứu kỹ lưỡng để có thể là hiểu hết được cái hệ thống văn bản hiện hành. Từ đó mà cái sự phối hợp giữa trung tâm kiểm định, các đoàn đánh giá với các trường nó được tốt hơn. Và chúng ta hy vọng là sẽ đạt được một cái mô hình đánh giá chất lượng giáo dục đại học cao đẳng nó hòa nhập, nó đúng tầm với khu vực ASEAN cũng như là thế giới. Vâng, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta cũng đã đề cập đến việc tham gia kiểm định chất lượng. Thì cái hiệu quả lớn nhất là sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học. Và qua đó thì cũng khẳng định được uy tín của các trường đại học đối với xã hội. Bởi vì là phải đáp ứng những cái yêu cầu khắt khe từ những cái bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đã quy định. Như vậy thì xin cô Hồng có thể cho biết là các trường sẽ gặp những cái khó khăn như thế nào để có thể đáp ứng được vấn đề này ạ? Cái khó khăn đầu tiên là đến từ cái bản thân của các trường. Cái khó khăn đầu tiên nhất mà tôi nghĩ là vì ở trường Nguyễn Tất Thành chúng tôi cũng tranh luận rất là nhiều để mà tìm ra, đó là xác định cho đúng cái mục tiêu chiến lược phát triển của nhà trường cũng như là cái vị trí của nhà trường của mình ở đâu để mà mình có thể là xây dựng cái chiến lược phát triển. Đấy thì trong cái công tác kiểm định chúng tôi thấy là cái việc mà xác định đúng cái vị trí của nhà trường nó rất là quan trọng, bởi vì nó phải nằm trong cái bối cảnh của địa phương, của quốc gia, của thế giới. Mà nó lại còn phải phù hợp với cái nội lực của nhà trường có sẵn. Và chính vì vậy cho nên tôi nghĩ trong cái một trong những cái khó khăn đầu tiên là xác định cho đúng cái đó. Cái vấn đề thứ hai mà cái khó khăn thứ hai mà chúng tôi gặp phải đó là cái nhận thức của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên ấy, thì nó không đồng đều trong cái vấn đề đảm bảo chất lượng. Bởi vì cái công tác đảm bảo chất lượng nó là một cái, người ta gọi nó là một cái con đường rất là dài. Mà cái con đường dài đó là cần một cái sự chung sức, một cái sự chia sẻ, một cái sự gọi là đoàn kết để cùng đi tới cái đích của nhà trường. Tuy nhiên, vì cái nhận thức nó không đồng đều trong cán bộ giảng viên, cho nên nhiều giảng viên thì họ rất là thờ ơ. Họ nghĩ công tác đảm bảo chất lượng đó là công tác của ban giám hiệu, của bộ phận quản lý chứ không phải là của họ. Hay là nhiều cái người thì lại có một cái sức ỳ rất là lớn, họ mặc kệ như vậy. Thì chính vì vậy đó là một cái khó khăn để mà làm sao mà lôi kéo những người này để họ bước cùng bước với toàn thể nhà trường. Thì ví dụ ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành chúng tôi thì đầu tiên thì sẽ có những cái gọi là những cái biện pháp, rồi sau đó có những cái chế tài để mà cuối cùng là cũng tập hợp tất cả anh em để cùng xây dựng cái văn hóa để làm cái công tác đảm bảo chất lượng trong nhà trường cho nó tốt. Dựa trên cái cơ sở các cái góp ý mà đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh họ đã góp ý thì chúng tôi sẽ có những cái cải tiến. Và chúng tôi cũng đang làm các cái hồ sơ để gia nhập cái mạng lưới các trường gọi là thành viên liên kết của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Và chúng tôi cũng hy vọng là bên cạnh cái kiểm định quốc gia thì chúng tôi cũng sẽ được các cái kiểm định quốc tế, sẽ thực hiện được các cái kiểm định quốc tế.
Vâng, hiện nay một vấn đề nữa đặt ra đó là có rất nhiều bộ tiêu chuẩn kiểm định cấp cơ sở giáo dục như bộ tiêu chuẩn của Việt Nam, rồi bộ tiêu chuẩn của các trường đại học Đông Nam Á AUN, rồi bộ tiêu chuẩn kiểm định cấp chương trình của Việt Nam của ABET và của AACSB. Thì liệu các trường đại học tại Việt Nam có phải tuân theo các quy định kiểm định bắt buộc của một chỗ nào không? Và nếu như họ được tự do lựa chọn thì không biết là họ có gặp bối rối khi phải chọn một bộ tiêu chuẩn đánh giá kiểm định ạ? Về vấn đề này thì theo luật giáo dục đại học thì các trường đại học cao đẳng cũng như là các cái chương trình nếu mà được triển khai tại đất nước Việt Nam, dù đó là của Việt Nam hay là chương trình liên kết hoặc là vốn nước ngoài, đều cần phải được kiểm định chất lượng. Thì đấy là cái nguyên tắc chung. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng có quy định đó là khuyến khích các trường cũng như là các chương trình đăng ký kiểm định tại các cái trung tâm, các cái cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục mà có uy tín của thế giới. Tôi cho rằng là trong năm 2017 và 2018 thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành những cái danh sách của các cái trung tâm kiểm định này, trung tâm quốc tế có thể là kiểm định cho các cái chương trình Việt Nam. Ví dụ hiện nay trong cái kế hoạch thì năm 2016 này, xin lỗi 17, Việt Nam sẽ có hai trường đại học được kiểm định bởi AUNQA, tức là mạng lưới các trường đại học ASEAN. Thứ nhất là trường Đại học Khoa học Tự nhiên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì đối với trường này thì cái đợt kiểm định chính thức cũng đã hoàn thành xong. Tiếp theo là tháng 9 năm 2017 thì trường Đại học Bách Khoa của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ được kiểm định bởi AUNQA. Đấy là cấp trường. Thế còn đối với cấp chương trình thì thực ra là cũng xin thông tin là thế này, là hiện nay cả nước Việt Nam chúng ta đấy thì đã có 82 cái chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế. Trong đó là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi mạnh nhất, là có 41 chương trình đã được kiểm định theo cái chuẩn quốc tế. Có nghĩa là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi là chiếm đúng 50% cái số mà chương trình đã được kiểm định bởi các cái tổ chức AUNQA, bởi CTI, bởi FIBA, bởi ACBSP và đặc biệt là bởi ABET. Đấy, thế thì các cái việc mà kiểm định trong nước cũng như ngoài nước, đấy là Bộ Giáo dục Đào tạo luôn luôn khuyến khích, miễn là những cái tổ chức đó ở trong và ngoài nước là đã được kiểm định. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc đối với các tổ chức khác nhau, các cái tiêu chuẩn khác nhau thì thực ra thì nó cũng có những cái phần chung rất là nhiều. Đây là ví dụ rất là dễ hiểu, như là vận động viên thì đều phải có sức khỏe tốt, thì từ đó có thể là chơi bóng đá thì có thể cần kỹ năng này, chơi bóng chuyền kỹ năng kia. Nhưng mà nếu các trường đại học cao đẳng nếu mà biết được các những cái lĩnh vực lớn và làm tốt thì hoàn toàn có thể đáp ứng được các cái bộ tiêu chuẩn khác nhau. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải chú ý cụ thể, tuy nhiên là cái vấn đề chất lượng chung là cần phải nắm vững. Tôi nói ví dụ thôi nhé, ví dụ cấp cơ sở đào tạo thôi. Ví dụ thì có bốn cái chuyện lớn mà chắc chắn là nhà trường nào muốn kiểm định tốt thì đều phải làm. Thứ nhất là công tác quản lý, quản trị. Thứ hai là vấn đề về đội ngũ thầy cô, đội ngũ người học. Thứ ba là công tác chuyên môn, nghiên cứu, đào tạo, phục vụ xã hội. Và cuối cùng là về cơ sở vật chất, về tài chính, các nguồn lực. Đấy, thì các trường nếu mà có bốn cái mảng lớn đó mà mạnh thì tôi cho rằng là với cái bộ tiêu chuẩn nào cũng như là ngay cả cái việc xếp hạng thì đều có thể làm tốt được, không có gì khó khăn. Vâng, vậy với trường Đại học Nguyễn Tất Thành, từ kinh nghiệm thực tiễn của mình thì không biết là giai đoạn đầu có gặp những cái khó khăn bối rối gì hay không ạ? Đúng là hiện nay là có rất là nhiều cái bộ tiêu chuẩn. Đấy, tuy nhiên là tôi rất là đồng ý với ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồi Nghĩa. Tức là nếu mà mình chuẩn bị tốt
và thì trường không bị bối rối. Thực ra trước khi mà chuẩn bị đánh giá cấp cơ sở thì chúng tôi cũng đã tham khảo cái bộ đánh giá của EUN, rồi bộ đánh giá theo tiêu chuẩn của Pháp là CRES và một số cái bộ tiêu chuẩn đánh giá khác. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng như anh Nghĩa đã nói đấy, tức là nếu mà chúng ta chuẩn bị tốt và trường nào cũng làm tốt bốn cái mảng là về mặt quản trị, về mặt nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và vấn đề tài chính thì tôi nghĩ là cũng không có cái gì mà phải bối rối. Và nếu chỉ có một điều là chúng ta nên chọn cái bộ tiêu chuẩn nào mà nhà trường thấy là phù hợp với trường mình nhất. Ví dụ, vâng, phù hợp nhất, cái chữ phù hợp nhất là cũng có những cái khó. Ví dụ như thế này, trường này là thiên về nghệ thuật, trường này là thiên về kỹ thuật, trường này thiên về kinh tế. Thì chúng ta biết những cái điểm mạnh của mình và những cái thiên hướng về nghề nghiệp để chúng ta chọn cái bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở cho nó phù hợp. Thì đối với trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì chúng tôi đã lựa chọn cái bộ tiêu chuẩn của Việt Nam để chúng tôi được thẩm định và được đánh giá. Và chắc chắn là trong tương lai thì cũng theo cái sự khuyến khích của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chúng tôi cũng sẽ nộp hồ sơ để được đánh giá thêm các cái chương trình đào tạo theo cái bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các đại học Đông Nam Á, EUN. Vâng, và một câu hỏi cuối cùng thì chương trình cũng muốn đặt ra ở cái vấn đề là thật sự là chúng ta vẫn chưa có một cái lời giải đáp rõ ràng cho cái vấn đề là giữa những cái trường mà đã đạt được cái tiêu chuẩn chất lượng kiểm định so với những trường mà đạt kết quả thấp hoặc là chưa đạt thì là cái quyền lợi của những trường đã đạt được như thế nào, và nếu như những trường chưa đạt được thì sẽ bị xử lý ra sao ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hội Nghĩa. Vâng, có thể nói trước hết là trả lời ngắn gọn là thế này. Luật yêu cầu là tất cả các trường cần phải kiểm định. Các trường mà đạt chuẩn kiểm định và tùy cái mức độ đạt chắc chắn là sẽ có một cái quyền lợi, một cái lợi thế. Còn các trường mà chưa đạt thì không phải bị xử lý mà là sẽ phấn đấu để đạt được trong những cái kỳ tiếp theo. Thế thì ở đây tôi thấy là có mấy việc. Thứ nhất là đối với lại bản thân trường thì nếu mà đạt được cái kiểm định thì là có cái cơ sở, đồng thời là có cái kế hoạch để cải thiện chất lượng trong tương lai, được xã hội tin tưởng, được thí sinh, gia đình đăng ký vào để học và có nhiều cái uy tín để tiến hành nghiên cứu học cũng như là dịch vụ xã hội. Đối với lại cấp trên thì nếu với các trường mà tốt thì là sẽ được giao cái quyền tự chủ, giao thêm cái nhiệm vụ, giao thêm cái chỉ tiêu đào tạo, nghiên cứu học và phục vụ xã hội. Đối với xã hội thì sinh viên, thí sinh, gia đình thì nếu mà đối với trường tốt thì là họ sẽ đăng ký vào để học tập. Như vậy là đối với trường, đối với cơ quan quản lý nhà nước, đối với xã hội thì các cái trường mà đạt được cái chuẩn kiểm định và đạt tốt thì nó có một cái lợi thế rõ ràng. Đấy là cái quyền lợi mà sẽ được gọi là thể chế hóa trong tương lai. Còn đối với những cái trường mà chưa đạt đấy thì như tôi nói, tức là không phải bị xử lý mà là sẽ phấn đấu để có thể sau một thời gian 2 năm, 3 năm sẽ tiếp tục để đăng ký để có thể là đạt được cái chuẩn chất lượng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời với những thông tin rất hữu ích về việc đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục. Và từ đây thì cũng sẽ góp phần giúp cho nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường đại học tại Việt Nam. Và qua đó thì đào tạo những cái bạn sinh viên sẽ phát triển toàn diện để có thể đáp ứng được nhu cầu xã hội cũng như là quá trình hội nhập quốc tế. Kính thưa quý vị khán giả, có thể nói rằng việc đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục là đòn bẩy, là những biện pháp thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo cho từng trường đại học và cho cả hệ thống giáo dục đại học. Và chỉ có thông qua việc đánh giá kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, các chương trình đào tạo thì mới hy vọng là sẽ sớm đưa nền giáo dục đại học Việt Nam hòa nhập với khu vực và quốc tế. Chương trình tham vấn chuyên gia tuần này xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ 40 phút thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Chân thành cảm ơn trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.